Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là phiên ngày 11 tháng 4 năm 2019, cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật về tất cả những cái loại mặt hàng lan mà chúng em có. Hôm nay thì chắc độ gần 30 loại lan thôi. Vì hôm qua thì các khách hàng, các thượng đế của em là ủng hộ rất là nhiệt tình, nên là hàng hóa của em như hôm nay là gần như là phải thay hết một loạt, toàn bộ là mới luôn đấy. Đấy. Thì cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp để đặt hàng với cơ sở chúng em là số 0984754102 nhé. Đây, em xin nhắc lại số điện thoại của chúng em là 0984754102. Đó. Và hình thức bán hàng của chúng em thì em sẽ bán hàng và gửi hàng thanh toán COD đi khắp cả nước cho các bạn luôn ạ. Các bạn đặt hàng chỉ việc chờ nhận hàng sau 2 hoặc 3 ngày là các bạn nhận được hàng và thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên bưu điện, họ sẽ giao hàng tận tay cho các bạn ạ. Đó. Và bây giờ em sẽ đi vào báo giá chi tiết của từng loại lan mà hôm nay em có luôn. Có rất nhiều loại lan, em có phân loại, loại đẹp riêng và loại xấu thì nó cũng có giá rẻ và nó cũng được phân loại ra riêng nhé các bạn nhé. Đấy. Và giá mà em bán đề xuất ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Đó. Và các bạn lưu ý thêm một điều nữa rằng là các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của shop chúng em hoặc là nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của shop chúng em á, rồi chúng em sẽ nhận đơn hàng trực tiếp từ các bạn nhé các bạn nhé. Còn rất là nhiều bạn có nhắn tin ở Zalo và Facebook nhưng mà thực sự là bên chúng em không kiểm soát được bên Zalo và bên Facebook nhé, nên là chúng em sẽ không check được tin nhắn ở trong đấy, nên là các bạn cứ vui lòng là gửi một cái tin nhắn ở cho chúng em vào số điện thoại chúng em thôi, rồi chúng em gọi lại để chốt đơn hàng và gửi hàng đi cho các bạn nhé. Đấy, em cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ em đi vào báo giá chi tiết từng loại hàng cho các bạn luôn. Thì ở đây thì mặt hàng cáo bây giờ đang là mùa cáo rất là rộ, tại vì bây giờ cây đang có nụ. Thì cáo thì em có một phần cáo xếp ở đây thôi các bạn. Đấy. Ở đây em có một phần cáo xếp nhá. Một phần cáo xếp này rơi vào khoảng 1 kg. Để em đếm cây cho mọi người. Thì cái phần này thì em bán đấy. Cả hai phần này là em bán chung luôn một phần là 650.000 nhá các bạn. Đấy, cáo xếp cây rất đẹp luôn ạ. Để em đếm cây phần cáo xếp này cho mọi người. Đấy. Cây nó cũng nhỏ nhỏ vừa vừa thì không phải là to lắm. Đấy, một cây này. Hai cây. Đấy, hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Đấy, năm cây này. Cây này thì lá ngọn này hơi bị xấu một tí. Đấy, năm cây đây nhá các bạn nhá. Sáu cây này, cây này hơi nhỏ nhất này. Có hai cặp lá thôi. Bảy cây này. Cây này lá rất đẹp luôn. Tám cây này. Chín cây. Và 10 cây nhé các bạn nhé. 10 cây cáo xếp này là có giá là 650.000 đấy ạ. Đó. Và còn đây là những cái cây cáo to đẹp mà chúng em đã lựa chọn hàng về. Tức là hàng chỉ toàn hàng tuyển cây to đều như này thôi các bạn ạ. Nó rơi vào độ khoảng 5 cây 1 kg. 5 cây hoặc 6 cây. Đấy. Tình trạng cáo thì bây giờ đang ra nụ như này nhé các bạn nhé. Sắp tới chúng ta xem những cái nụ hoa này nhé. Đó. Đây những nụ hoa của cái cáo đang ra đây. Đấy, có những cây nó đang ra sớm thì bây giờ nó đang ra rồi nhá. Còn những còn đa phần là tròn chưa ra vòi nụ cơ các bạn ạ. Như cây này đây chưa ra vòi nụ này. Đấy. Đây toàn cáo to hết này. Đó. Cáo to, cáo tuyển cây to này thì có giá là 300.000 một kg nhé các bạn nhé. 300.000 một kg ạ. Đó. Còn ở bên này đây thì cây chủ yếu liền dề. Đấy. Toàn cây chủ yếu liền dề độ khoảng 3 cây, 4 cây, 5 cây có. Đấy. Như dề này là 4 cây này. Cũng đang có nụ hoa đây các bạn. Đó. Nụ hoa đang trong bẹ lá này. Đấy. Loại hàng cáo dề này thì đấy. Đây là những cái nụ hoa đây. Nói chung là trước kia chúng ta lấy trước mùa hoa này là bảo quản được những cái nụ lúc gửi hàng đi cho các bạn. Rồi các bạn còn có thể bắt sổ số được trong năm nay luôn. Nói chung là nói về cáo trắng, tỷ lệ cáo trắng nở rất là cao. Tỷ lệ nở ra cây cáo trắng rất là cao. Đấy. Như các bạn mà lấy được một rễ cáo trắng như này chắc phải
đổi được một cái nhà bếp mất. Nên là em cũng chưa chưa biết là bác nào sẽ may mắn được những cây áo trắng. Nên là đấy, bây giờ nụ còn đang ngắn ngắn này, chúng ta nên mua sớm để tránh tình trạng bị gãy nụ. Đấy, cái loại hàng cáo dề này thì các bạn thích lấy mấy dề? Nói chung là mỗi dề của nó chỉ tầm 3 cây, 4 cây, 5 cây có. Thì các bác thích lấy dề như nào thì điện cho chúng em, cũng có số lượng ít thôi. Giá là 400.000 một kg nhé, loại cáo dề này nhé các bạn nhé. Đấy, cáo liền dề đấy ạ. 400.000 một kg ạ. Và còn đây em còn một dòng giáng hương này nữa. Giáng hương này khá là mới lạ, tại vì dòng giáng hương thì dân này họ đi gặp ở ở vùng rừng nào có thì nó mới có thôi. Đây là giáng hương miệng kín nhé các bạn nhé. Đấy, tên đầy đủ của nó là giáng hương miệng kín hai thùy. Cây thì nhìn rất là đẹp, nhìn qua là lá của nó hơi giòn nhé các bạn nhé. Đấy, vòi hoa rất là dài, xong hoa hoa rất là nhỏ, hoa nó nhỏ thôi, nó không to đẹp như là hoa cáo. Đấy, cái này thì có giá là 150.000 một kg ạ. Chỗ này chắc chỉ có độ khoảng 2 kg, 3 kg gì đấy. Đó, 150.000 một kg nhé, giáng hương miệng kín hai thùy nhé các bạn. Và còn tiếp theo ở bên đây thì em có giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc thì cái này thì cũng do vận chuyển đường xa nữa nên là cây cũng hơi hơi heo heo lá một tí nhá các bạn nhé. Lá xếp lá lướt lấn lộn ạ. Thì tình trạng cây bây giờ cũng đang có những cái nụ hoa như này đây các bạn. Đó, giáng hương tam bảo sắc thì cho hoa rất là thơm, cũng giống như hoa giáng hương nuôi cá cũng vậy, hoa cũng rất là thơm. Đấy, giáng hương tam bảo sắc thì bây giờ cũng đang là mùa nụ và có giá rất, cũng khá là rẻ thôi. Cái lô hàng này, đấy, lô hàng này chỉ có giá là 200.000 một kg thôi. Đó, nói chung là hàng nó cũng không được đẹp bứt mát cho lắm, nhưng mà em nhập được cái giá thành nó rẻ thì em cũng chia sẻ được cho mọi người với cái giá nó rất rẻ rẻ. Đó, những cái nụ hoa đang rất nhiều rồi nhá các bạn nhá. Chúng ta nên mua sớm, tại vì những cái nụ hoa này nó mà dài quá thì nó sẽ dễ bị gãy. Đây, như nụ này là đã bị gãy này. Đó, như cây này hai nụ luôn. Đó. Và còn tiếp bên đây em có một phần lan Phật Ngọc. Cái này Phật Ngọc nhổ vườn ở bên Trung Quốc sang nhé các bạn nhé. Đấy, Phật Ngọc này là bên Trung Quốc họ trồng. Thì cái này thì vừa rồi đây thì tức là em cũng có lấy một ít về, nhưng mà có bạn gần nhà bạn lấy đi bảo là để trồng, nhưng mà thực sự là bạn ấy không trồng, bây giờ bạn ấy cần tiền nhờ em bán luôn. Thì em còn lại một đúng một phần này thôi, phần này có giá là 500.000 này. Đấy, lúc này em cân lên là có 8 lạng thôi, còn 8 lạng đúng phần này, phần Phật Ngọc này nhé các bạn nhé. Nụ thì bây giờ đang chi chít như này đấy, đang nụ rất nhiều, những thân này nó chưa ra nụ này thì nó sẽ ra nụ sau đôi chút nhé. Như thân này đây, nụ đang sưng rất là nhiều luôn ạ. Đó, 500.000 phần Phật Ngọc nhá. Và tiếp theo đây là những mặt hàng kg hôm nay em có để chia sẻ mọi người. Đây là kiều cam rừng Lào nhé các bạn. À, kiều vuông rừng Lào nhé các bạn. Đó, kiều vuông rừng Lào thì có giá là 200.000 một kg ạ. Đấy, năm nay thì hàng về cũng khá là ít, không có nhiều. Đấy, kiều vuông rừng Lào này thì đấy, tình trạng hàng như này đây. Đó, đó, có giá là 200.000 một kg thôi các bạn, rất là rẻ ạ. Và tiếp theo đây là nhất điểm hoàng nhé các bạn. Nhất điểm hoàng đấy ạ. Nhất điểm hoàng thì bây giờ cũng mới tàn mùa hoa, còn rất là nhiều cây vẫn còn đang hoa này, rất thơm luôn ạ. Mùi hoa của nó gần giống như là mùi quả cam ấy. Đấy, mùi quả cam rất là thơm ạ. Đấy, em đang đứng giới thiệu cho mọi người đây, nhưng mà cái mùi hương của nó tỏa lên rất là thơm luôn ạ, y như giống như kiểu chúng ta đang ăn một quả cam rất là ngon lành ạ. Đấy, cái này thì có giá cũng khá là rẻ, chỉ có giá là 120.000 một kg thôi các bạn. Đấy, nhất điểm hoàng nhá. Và còn đây là lan hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua cũng đang chuẩn bị đi vào mùa hoa nhé các bạn nhé. Cũng đang chuẩn bị xuất hiện những cái nụ rồi. Đấy, như mẻ này thì vẫn còn chưa có nụ đâu. Đấy, lan hoàng thảo môi tua có giá 150.000 một kg ạ. Đó. Và còn đây là lan chồn tím. Chồn tím này cũng là của rừng Lào này. Lan chồn tím thì bây giờ cũng đang chuẩn bị đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Đấy, cây to cây nhỏ lẫn lộn nhau nhé các bạn. Đó,
Chốt tím có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn. Đấy. Và còn đây là lan hoàng thảo Ý Ngọc. Ý Ngọc thì bây giờ cây cũng đang cho nụ rất là nhiều rồi nhé các bạn nhé. Đây, đây là những cái nụ Ý Ngọc đang rất là to rồi đấy ạ. Còn như đây thì lan Ý Ngọc thì thực sự là năm nay cũng rất là khan hàng, rất là hiếm hàng. Đấy, mỗi ngày về được 5-7 cân, chục cân. Đó, thì mẻ này thì bây giờ về có nó hơi ẩm ẩm đây. Tí nữa chúng em sẽ phải cởi những cái này ra trước khi đóng hàng đi cho các bạn. Thì cây nó sẽ mới khô ráo thì lúc gửi hàng thì nó sẽ không bị úng, tránh tình trạng đấy. Cây đang nụ rất là nhiều nhá, có giá là 300.000 1 kg ạ, lan Ý Ngọc ạ. Và còn đây là dê này phải tỉa đi rồi, dê này phải tỉa đi đấy, dê kim điệp xuân, một dê luôn nhưng mà thực sự là nhìn nó rất là xấu. Cái này chúng em sẽ tỉa rễ, chỗ này chắc chỉ lấy còn lấy được độ khoảng mấy cọng thôi đấy, để chúng ta trồng làm giống. Đấy, kim điệp xuân thì bây giờ cây mới hết mùa hoa và đang lên nụ gốc mầm, mầm gốc nhé các bạn nhé. Đấy, những cái mầm cây con này đang lên chi chít này, xanh mướt luôn đó, những mầm gốc đang lên chi chít xanh mướt luôn này. Đấy, bây giờ cái kim điệp xuân này thì như trước mùa hoa nó luôn có giá là 180.000 đến 200.000, nhưng mà nay thì em chỉ bán với cái giá hàng giống thôi là 120.000 1 kg này. Đấy các bạn ạ. Và còn đây là kim điệp nhựa đây. Kim điệp nhựa thì cũng chủ yếu là cây nhỏ nhỏ, các hàng giống thôi, là có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn. Kim điệp nhựa nhá. Đó, kim điệp nhựa cho hoa rất là thơm ạ. Đấy, cũng chủ yếu là cây nhỏ nhỏ này. Hoa thì lác đác vẫn còn một vài cây là vẫn còn hoa, mà hoa rất là thơm nhé các bạn. Đấy, 180.000 1 kg ạ. Và còn còn đây một bó phi điệp vàng. Phi điệp vàng này khách chốt chưa? Đấy. Vâng. Đấy, và còn đây là hoàng phi hạc. Lan hoàng phi hạc đây nhá các bạn. Hoàng phi hạc thì bây giờ thì vẫn còn lác đác một vài thân là vẫn còn đang hoa như này. Đấy. Như bông này đây cho cánh màu xanh và họng đen này, đó. Cánh xanh và họng đen này. Đó. Đấy. Lan hoàng phi hạc có giá là 200.000 1 kg đấy ạ. Đó. Lan hoàng phi hạc thì cũng mới hết mùa hoa và bây giờ đang lên những mầm cây con nhé các bạn nhá. Đang lên những mầm cây con này, chít chít này, rất là đẹp, xanh mướt luôn. Đó. Lan hoàng phi hạc ạ. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân thì bây giờ là cái mùa ghép rất là thuận lợi để chúng ta thuần cây và chăm sóc cây nó phát triển trong một năm để sang năm chúng ta chơi hoa nhé. Kim điệp xuân thì như các bạn ở trong miền Nam thì thường vẫn được chơi hoa vào lúc mùa Tết đấy ạ. Đây là bông ý, đây là bông hạc vĩ. Đó. Đấy. Kim long tu xuân có giá là 280.000 1 kg nhá các bạn. Đấy. Long tu xuân đấy ạ. Long tu xuân thì năm nay cũng rất là khan hàng. Đấy. Số lượng hàng mà các bạn nói chung là các nhà vườn cũng cho vào vườn rất là nhiều nên là việc hàng có hàng để bán ra cho các bạn nó cũng rất là ít nên là thực sự là không có nhiều. Hôm nay về được độ chục cân này. Đấy, 280.000 1 kg nhé các bạn. Đấy. Còn đây là bông một bông hạc vĩ Lào đây. Đây là một bông hạc vĩ đường Lào. Đấy. Cũng khá là đẹp. Đấy. Hạc vĩ đường Lào thì lát nữa em sẽ giới thiệu ở bên trên này. Thêm một lúc nữa thì em sẽ giới thiệu đến cái hạc vĩ. Còn đây là kiếm đỏ rừng Cao Bằng nhé các bạn. Kiếm đỏ rừng Cao Bằng mỗi bó này là 70.000 một bó nhé các bạn. Đó, 70.000 một bó đấy ạ. Thì cái này chúng em vẫn còn chưa bó cho các bạn được hết này. Đấy, mỗi bó này chắc độ khoảng 1, 2, 3 củ, 4 củ. Đấy, có giá là 70.000 một bó thôi ạ. Đó. Đấy, như khóm là đây cũng thành một bó này. Đó. Đấy. Đấy, như khóm này cũng là một bó luôn rồi này. Đấy. Mỗi bó này có trọng lượng khoảng 5 hoặc 6 lạng nhé các bạn nhé. Đó. Và còn đây là kiều vàng. Kiều vàng thì có giá là 200.000 1 kg các bạn nhé. Đấy, hàng sáng nay mới dỡ ra này. Vẫn còn thành từng bó luôn, em chưa cởi lọc hàng.
hàng gãy hàng ấy thì em cũng sẽ lọc bỏ ra nhé các bạn nhé. Tất nhiên có những sẽ có cả những cái thân nó bị khô héo quá thì em cũng cắt bỏ cho khách hàng đó. Như những thân này đây nó đã héo khô này, thì chúng em sẽ phải cắt bỏ này, nhưng mà lát nữa lúc đóng hàng thì chúng em sẽ cắt bỏ sau nhé các bạn nhé. Bây giờ thì hàng cũng mới ra dỡ ra nên là em cũng chưa lọc được hàng đấy. 200.000 một kg nhá, lát kiều vàng. Lát kiều vàng thì bây giờ đang vào mùa hoa và mùa nụ nhé các bạn nhé. Đây có những cây nào ra hoa sớm thì nó bây giờ đang có bông hoa như này rồi, và còn rất là nhiều thân vẫn còn chưa có nụ các bạn. Đấy, mùa bây giờ đang là mùa nụ mà, mùa hoa đấy. Và còn đây là ngọc thạch rừng Lào này. Cái ngọc thạch rừng Lào này thì đấy, cho bông ngọc thạch ba màu rất là đẹp luôn ạ. Đó, ngọc thạch rừng Lào có giá là 180.000 một kg đây các bạn. Đó, còn đây lan phượng vĩ. Lan phượng vĩ này thích hợp cho các bạn nào có tường rào trụ cổng gì đấy thì chúng ta lấy về trồng vào trụ cổng rất là đẹp luôn ạ. 150.000 một kg thôi đấy, lan phượng vĩ ạ. Loại này chịu nắng cực kỳ là tốt. Loại này thì nói chung là cứ phải càng được ăn nắng thì nó lại càng cho hoa rộ đấy, cho hoa màu đỏ rất là đẹp luôn ạ, lan phượng vĩ ạ. Đó, và còn đây là lan hương rừng. Hương rừng có giá là 220.000 một kg nhé các bạn nhé. Hương rừng đấy ạ, thì bây giờ đang lên mầm gốc chứ các bạn. Hương rừng cũng mới hết mùa hoa đấy. Đấy, lan hương rừng cho hoa màu vàng rực rất là đẹp ạ. Và còn đây là ngọc thạch bắc, ngọc thạch rừng bắc nhé các bạn nhé. Ngọc thạch bắc này thì thân to mập hơn ngọc thạch rừng Lào, và bây giờ thì ngọc thạch bắc vẫn còn đang là một cái bắt đầu có mùa nụ thôi nhé các bạn nhé. Thì sắp tới chúng ta mới được xem hoa mặt về cái mặt hàng lan ngọc thạch bắc này. Đấy, thân thì rất to mập, như những thân này vẫn còn chưa có mầm hoa này. Đấy, vẫn còn chưa ra mầm. Đấy, có những thân nào ra sớm thì bây giờ đang mầm nhũ nhũ như này nhé các bạn nhé. Mầm nhũ nhũ chắc trắng này. Đấy, 200.000 một kg rồi ạ. Và còn đây là lan dáng hương sóc, đuôi sóc nhé các bạn. Sóc tím rừng Lào đấy ạ. Đấy, mỗi bó này là 80.000 một bó nhé các bạn. 80.000 một bó. Đó, mỗi bó chắc chỉ có độ khoảng 3-4 lạng, 4 lạng như này, khoảng 4 lạng. Đấy, đấy, 80.000 một bó đây. Rất là đẹp luôn ạ. Cái sóc thì bây giờ cũng đang đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Đấy, em lúc bốc hàng ra thì em cũng thấy lác đác là có một số cây đang có nụ đấy ạ. Như cây này đây, đó. Đấy, nụ này. Như cây này nụ khá dài này. Đó, nụ này. Nụ nó phát triển từ đây lên đây này. Đó, làm thành từng bó này thì tránh được tình trạng là những cái nụ nó sẽ không bị gãy các bạn ạ. Đó. Đấy, còn chỗ này chúng em vẫn chưa bó. Lúc gửi hàng thì nói chung là chúng em cũng sẽ cân lên để tính tiền với các bạn nhé. Đấy. Và còn đây là quế trắng này. Quế trắng tháng 8 nhé các bạn. Quế trắng tháng 8 thì có giá là đấy, chỗ này chủ yếu toàn là hàng dề này. Đấy, đó, quế trắng thì 550.000 một cân nhé các bạn nhé. 550.000 một kg ạ, quế trắng tháng 8 ạ. Thì chỗ này còn chủ yếu là toàn là hàng dề thôi. Đấy, mà cũng khá là rẻ nhé các bạn nhé. Quế trắng tháng 8 như này là rẻ đấy ạ. Đấy, đó. Và tiếp theo đây thì có một dòng dáng hương nữa là cũng mới tàn hoa vừa rồi đây nhé các bạn nhé, mà có giá rất là rẻ thôi ạ. Đây là dáng hương Vanda hương chanh nhé các bạn. Dáng hương Vanda hương chanh, mẹ hôm nay cây to đều đẹp phết ạ. Đấy, đó. Đấy, toàn cây cỡ tầm khoảng 20cm trở lên thôi. Cây này, loại này thì cho mùi, cho hoa màu vàng chanh, rất là thơm ạ. Hoa rất là thơm luôn ạ. Đó, 150.000 một kg thôi các bạn. Và còn đây là hôm nay còn ít đơn cam đây. Đơn cam này thì thân cũng khá là dài đẹp đấy các bạn ạ. Đơn cam thì bây giờ cũng đang vào cuối mùa hoa rồi các bạn.
Tại vì lúc vận chuyển về thì những cái bông đơn cam này nó tàn rất là nhanh. Đấy. Bây giờ đang mùa hoa và hoa đơn cam nở rất là lâu. Khoảng chừng 1 tháng thì nó mới tàn hoa cơ các bạn ạ. Hoa đơn cam thì có giá là 1 triệu 200 nghìn 1 kg. Đấy, chắc chỗ này của em chỉ có độ khoảng 1 kg thôi này. Đấy. 1 triệu 200 nghìn 1 kg lan đơn cam nhé các bạn nhé. Còn đây là còn một phần Mỹ Dung đây, lan Mỹ Dung. Còn một phần lan Mỹ Dung này em bán với giá là 200 nghìn ạ. Cho phần lan Mỹ Dung này nhé các bạn nhé. Đó. Và còn ở đây là hạc vĩ đường Lào đây. Hạc vĩ đường Lào có giá là 260.000 1 kg đấy ạ. Hạc vĩ thì bây giờ đang lên mầm gốc rất là chi chít nhá các bạn nhé. Cái lô hạc vĩ này chủ yếu toàn là thân tím này. Lô hạc vĩ này thân tím cả nhé các bạn nhé. Đấy. Hạc vĩ đường Lào thân tím nhá. 260.000 1 kg thôi các bạn. Đó. Và còn đây là lan quế tím. Lan quế tím cũng đang chuẩn bị cho vào mùa nụ nhá các bạn nhá. Có một số cây em trồng ở trong vườn ở trên huyện của chúng em là đang đang ra nụ khá là dài đấy ạ. Còn lô này hàng rừng thì vẫn chưa chưa thấy nụ đâu nhá các bạn. Quế tím thì cho bông màu tím rất là đẹp luôn ạ. Và cây nó cũng nhìn rất là xếp và cây nhỏ mà bông hoa rất là to. Nên là một loại lan rất đáng để chơi. Rất đẹp. Đó. Và còn đây là lan chuối ngọc. Lan chuối ngọc thì có cái loại hàng giống này thì còn độ khoảng mấy cân. Đấy, lan chuối ngọc thì bây giờ chúng ta lấy về là nuôi những mầm gốc này để sang năm chúng ta chơi hoa thôi. Lan chuối ngọc có giá rất là rẻ ạ. 140.000 1 kg thôi, lan chuối ngọc, loại hàng giống ạ. Đấy. Và còn đây là lan hoàng thảo đùi gà dẹt. Hoàng thảo đùi gà dẹt thì nay cũng chỉ còn là hàng giống thôi các bạn. Tại vì nó cũng mới tàn mùa hoa và bây giờ nó đã xuống hết lá để sắp tới nó chuẩn bị lên những mầm gốc nhé các bạn nhé. Những cái mầm gốc là bây giờ cũng đang nứt lên rồi đấy. Đó. Đùi gà dẹt thì có giá là 150.000 1 kg thôi các bạn. Loại hàng giống ạ. Đấy. Mầm gốc này đang lên chi chít này rất là nhiều luôn ạ. Đây. Như khóm này nhỏ nhỏ mà đẻ mầm gốc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mầm gốc luôn. Ở ngay gốc này. 7 luôn. Rất là nhiều luôn ạ. Bây giờ nó đang đẻ mầm gốc chi chít luôn. Nên là chúng ta lấy về chăm sóc để sang năm chúng chơi hoa. Đấy. 150.000 1 kg thôi. Và còn đây là đùi gà tròn này. Lan đùi gà tròn này thì bây giờ thì cũng nó cũng mới tàn mùa hoa và bây giờ cũng chỉ còn là hàng giống thôi các bạn. Thì về chúng ta chăm sóc mầm thôi. Là có giá là 180.000 1 kg thôi các bạn. Đùi gà tròn nhá. Đùi gà tròn thì cho cây to đẹp và nhìn bông hoa của nó cũng to hơn cái đùi gà dẹt. Đấy. Mà nó cũng dễ chăm sóc hơn đùi gà dẹt nhiều nhá. Các bạn nhá. 180.000 1 kg. Và còn đây là mặt hàng vẫn đang nụ chi chít rất là nhiều này. Đấy, mà năm nay cũng có giá khá là rẻ. Đây là lan trầm vàng nhé các bạn. Trầm vàng có giá là 300.000 1 kg. Đấy, sáng nay em dỡ hàng ra được chắc độ khoảng chục cân, hình như là 11 cân thôi các bạn. Đó. Lan trầm vàng nhé các bạn. Trầm vàng có giá là 300.000 1 kg ạ. Bây giờ cây đang nụ nhảy nhé các bạn nhé. Đấy, tất nhiên là những cái nụ này to quá nên là một số bông là nó cũng bị gãy bớt. Đấy. Và còn đây là lan hoàng thảo Thái Bình đây. Hoàng thảo Thái Bình nó rất là to dài. Hoàng thảo Thái Bình cũng đang chuẩn bị vào mùa hoa này nhé các bạn nhé. Và bây giờ đang lên những mầm gốc rồi. Đấy. Những mầm gốc đang bắt đầu nhú nứt gốc lên rồi này. Đấy. Đây là những mầm cây con nhé các bạn. Có giá là 150.000 1 kg ạ. Hoàng thảo Thái Bình nhé. 150.000 1 kg đấy ạ. Và còn đây là lan báo hỷ. Đây là lan báo hỷ đấy ạ. Lan báo hỷ nó có giá là 180.000 1 kg đấy ạ. Đó. Và còn ở đây là lan trinh bạch. Lan trinh bạch có giá là 180.000 1 kg đấy ạ. Đấy. Lan trinh bạch thì bây giờ cũng đang là mùa hoa và cũng là mùa để chúng ta ghép cây rất là thuận lợi luôn ạ. Đấy. Đây những bông hoa đã tàn rồi đây. Đó. Lan nhất nhất điểm hồng hay còn gọi là trinh bạch đấy ạ. Thì cây nhìn cây thôi đã rất là đẹp rồi và dòng cây này cũng rất là dễ thuần, dễ trồng ghép. Đó, 180.000 1 kg nha các bạn nhé, hàng rất là đẹp luôn ạ. Và còn đây là lan
Hoàng lạp. Lan hoàng lạp có giá là 150.000 một kg thôi các bạn. Đấy. Lan hoàng lạp thì cho bông gần gần giống như sơn thủy tiên đó. Đây là lô hàng lan hoàng lạp. Hoàng lạp thì có thân nhỏ và thân ngắn gầy hơn cái sơn thủy tiên. Đó. Và còn đây sơn thủy tiên đây các bạn, sơn thủy tiên thì chắc chỉ gọn độ khoảng 3 4 kg đây thôi. Sơn thủy tiên có giá là 200.000 một kg nha các bạn. Thân rất to dài ạ. Đó. Thân rất to dài nha các bạn nhé, sơn thủy tiên ạ. 200.000 một kg ạ. Đó. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay có để chia sẻ cho mọi người, và em đã giới thiệu báo giá chi tiết từng loại cho các bạn nhé. Rồi các bạn đặt hàng thì vui lòng gọi điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại ở đầu clip mà em đã đề xuất cho các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Quốc nhé.